Vâng, em xin chào tất cả các bác. Hôm nay thì tới là tháng 10, nhưng mà em phải nói là về một siêu phẩm của tháng luôn. Đây, cái cạnh em là một chiếc Porsche. Đây, chiếc Porsche Panamera 4 các bác nhá. Chiếc này thì niên hạn cực kỳ mới rồi, sản xuất 2020. Cực kỳ nhiều tiếng option, lên tới 1.7 tỷ các bác. Đây, ngay về bên ngoài các bác có thể thấy là một cái màu trắng ánh kim nhá các bác nhá. Màu này cũng là tiền này, cực kỳ đắt luôn, có option này. Tiếp đến là hệ thống đèn. Hệ thống đèn ở đây các bác có thể thấy là hệ thống đèn ma trận này. Đấy, bốn mắt luôn, đi kèm với cả một giải bì ở đây, cực kỳ đẹp luôn. Biểu tượng Porsche nhá. Hệ thống tản gió, tản liệt ở dưới đều rất là đẹp. Rất nhiều các đây, cảm biến quanh xe này. Nhìn qua thì bề ngoài thôi, nó chưa mang lại chúng ta nhiều giá trị về tiền của. Nhưng ở bên trong nội thất, lát nữa thôi các bác có thể thấy là cực kỳ nhiều các option luôn. Đây, bên ngoài thì trông rất cơ bản luôn các bạn. Đây, trục chiều dài cơ sở thì là đây, phiên bản trục dài nó sẽ dài hơn bình thường các bác nhá. Panamera 4. Và đây là cũng là một phiên bản là đây, Executive đây. Đấy, phần đuôi xe nhìn cực kỳ dài luôn. Hệ thống đèn đuôi sau cũng là LED chạy dài Panamera 4 các bạn. Bô chúng ta cũng được trang bị một option nữa các bạn. Đây, chúng ta trang bị là hai bô kép, có thể on off ngay trên màn hình giải trí luôn các bác nhá. Đây em là chế độ mặc định này. Đấy, cánh gió thì có thể thò thụt. Đây, để mình nói về bộ mâm lốp của chiếc xe thì xe trang bị một mâm lốp là 21 inch các bác nhá. Đa chấu phay, cái màu này là màu bạc ánh chì. Đây, rất là đẹp luôn. 21 inch phải nói là cực kỳ to rồi. Cố lên 22 inch nữa thì chắc là khủng khiếp hơn. Nhưng mà đây là 21 inch thì khá là lớn rồi. Ngay ở đây thì chúng ta cũng thể một cái điểm nhấn của tiếp theo, một chiếc Panamera 4 có phần hốp gió khí động học ấy các bạn. Đấy, tiếp đến là phần carbon ở trên chiếc gương các bạn nhá. Gương này thì vẫn có cái mã điểm mù này chắc chắn rồi. Đấy, ôm carbon full luôn cả cái gương. Đây, mở các bác xem qua phần nội thất này. Phải nói là nội thất chúng ta sẽ có hai màu các bác nhá. Đây, bước vào bệ tỳ chân này. Đấy, ôm carbon cũng cực kỳ nhiều trong phần nội thất luôn. Nội thất da cao cấp đi kèm với cả một giải màu nâu làm tăng tính sang trọng của chiếc xe các bác nhá. Ở trong phần nội thất này thì phải nói là một cái tính sang trọng cực kỳ rồi, vừa thể thao vừa sang trọng, nó cực kỳ đẳng cấp luôn. Cái giá bán ấy, lát nữa cho em cho xe các bác, cho bác xem một cái hóa đơn phải nói là 7.1 tỷ để mà ra một chiếc xe như này, quá đẳng cấp. Đây, điểm qua cái phần vô lăng này thì chúng ta thể thấy là cái chế độ lái ở đây thì liên quan tới cái đồng hồ chrono này, có thể cần số điều chỉnh được này. Ốp carbon trên cần số này, nó là bán GT các bác, rất là đẹp. Đấy, vẫn còn bảo dưỡng hãng luôn các bác nhé, định kỳ này. Màn hình công tơ ở đây chúng ta sẽ có là vẫn có màn hình dạng ống ở giữa như thế này, ngay trung tâm luôn. Hai màn LED chúng ta sẽ được bổ trí ở hai bên này này. Cái đặc trưng của Porsche giống như Ferrari các bạn, nó sẽ đề nổ ở bên tay trái, cũng giống như của Maserati luôn. Đấy, đều bên trái cả, đề nổ. Ở chiếc chân này thì chúng ta được trang bị là hai cửa sổ trời. Thay vì là panorama như Taycan thì chúng ta sẽ hai cửa sổ trời, khá lớn các bác nhá. Và toàn bộ kính trên chiếc xe này đều là kính cách nhiệt rồi, chống chói với cách nhiệt luôn các bạn, đều là một option đấy. Đây, ở trên màn trung tâm, điểm qua trên màn trung tâm thì chúng ta thấy tương đối nhiều option này, chế độ giải trí này. Trên chế độ giải trí thì chúng ta lại phải nói đến cái chế độ là loa Bose các bác nhá. Loa Bose thì rơi vào tầm hơn 100 triệu các bạn. Đấy, map cực kỳ sát luôn. Đây, hàng ghế trước có thể thấy là ngoài cái vị trí và ngồi thoải mái này, da ghế làm tôn lên vẻ sang trọng này, chúng ta có thể thấy là cái logo dập nổi ăn tiền ở đây nữa, hai trên đầu ghế xe này và bốn ghế, hai ghế sau nữa. Đấy, cực kỳ ăn tiền các bác nhá. Hệ thống điều hòa lọc không khí ion. Đấy, massage hàng ghế trước, ghế chỉnh điện máy hướng luôn các bác nhá. Phải nói là 1.7 tỷ từ option, mà bây giờ cái giá sở hữu của em nó cũng cực kỳ rẻ thôi. Và trước khi chúng ta đến về giá, điểm qua một chút về khoang ghế sau. Khoang ghế sau thì vừa tôn lên vẻ sang trọng của chiếc Panamera 4, vừa tăng tính thể thao luôn các bạn. Cực kỳ rộng rãi với hai cửa sổ trời, full chức năng trên này. Đây, phần yên ngựa có thể chỉnh được mọi chức năng rảnh tay đây, cực kỳ ăn tiền rồi. Loa ô carbon này, đấy, rèm chỉnh điện, đèn hai vùng này, điều hòa bốn vùng này. Các bác còn chần chừ gì khi mà không qua ngay Auto Gia Huy nằm tại số 5, Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội để sở hữu cho mình một chiếc siêu phẩm đến từ nhà Porsche Panamera 4, cực kỳ đẳng cấp. Xin chào, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.